Thưa quý vị, pha cồn thành rượu uống là việc làm cực kỳ nguy hiểm, bởi việc này dễ gây ngộ độc nặng và tỷ lệ tử vong rất cao. Vâng, thế nhưng nhiều người vẫn bất chấp những nguy hiểm đã được cảnh báo. Mới đây thì một người đàn ông, 42 tuổi ở Hải Dương, nghiện rượu đã mua cồn 90 độ về pha thành rượu để uống. Bệnh nhân 42 tuổi này được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chuyển đến Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu tuần trước. Ông hôn mê sâu, tụt huyết áp, xét nghiệm có nhiễm toan chuyển hóa nặng, chụp cắt lớp não có tổn thương và phù não. Xét nghiệm máu cho thấy nồng độ cồn công nghiệp methanol trong máu của bệnh nhân cao gấp 25 lần so với khuyến cáo, ethanol âm tính. Bệnh nhân được điều trị giải độc, lọc máu, hồi sức. Đến sáng nay, bệnh nhân hết nhiễm độc song còn hôn mê sâu do tổn thương não. Thưa quý vị, người nhà cho biết trước đó phát hiện bệnh nhân nằm hôn mê bên cạnh chai cồn 90 độ. Chai cồn được mang đến bệnh viện cùng với bệnh nhân. Xét nghiệm dung dịch còn lại trong chai cồn cho thấy nồng độ methanol chiếm 81,88% và nồng độ ethanol là 1,01%. Vâng, các bác sĩ cho rằng người đàn ông đã pha cồn thành rượu để uống nên là bị ngộ độc methanol. Hầu hết các trường hợp uống cồn đều dẫn tới ngộ độc methanol nặng và nhiều bệnh nhân thì đã tử vong.